Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Itemobile Channel. Không biết là các bạn thấy thế nào chứ bây giờ với khung tầm giá 3 triệu chúng ta có một chiếc máy là flagship cũ có Snapdragon 845. Thì các bạn có thấy ngon không? Bản thân mình thấy thì nó rất là ngon bởi vì đây là một trong những cái phân khúc mà có lẽ ở thời LG G6 nó cũng đã làm mưa làm gió. Mặc dù là các bạn vẫn nói rằng LG tối ưu hóa phần mềm không tốt, rồi LG thế nọ, LG thế kia, rồi nhớ may nó bị thế này, thế lọ, thì kia, thế chai, thì bla bla thì sao? Nhưng rõ ràng là LG G7 cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn gần như không có bất kỳ một cái trường hợp nào liên quan đến việc là kêu than về nó đục tử hay là kêu than về nó bị làm sao nữa. Nói chung không dài dòng nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kỹ hơn về chiếc LG G7 này để xem khung tầm giá 3 triệu có thực sự ngon cho chiếc LG G7 này hay không nhá. Mức giá cụ thể của LG G7 thì các bạn có thể tham khảo tại Itemobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên nói về phân khúc giá này thì LG G7 nó sẽ đối mặt với những chiếc máy nào cũng là flagship cũ. Thì mình thấy đối thủ đáng gờm nhất của nó vẫn sẽ chỉ là cái chiếc iPhone 7 mà thôi. Còn với những chiếc máy kiểu Samsung Galaxy S8 hay S đồ thì mình đánh giá không cao ở phân khúc giá này nữa. Bởi vì những cái mức setting mà nó đạt được ở trong những cái tựa game mà chúng ta đang chơi nó khá là thấp. Đặc biệt là đối với những bạn chạy Exynos. Còn với cái chiếc iPhone 7 thì mình cũng đã có một video so sánh giữa LG G7 và cái chiếc iPhone 7 rồi. Chiếc máy nào chiến thắng và mình sẽ nghiêng về chiếc máy nào thì các bạn cũng có thể xem lại video cũ ở cái list video ở bên dưới nhá. Nói chung rằng là mình đã có những bài so sánh rất nhiều ở hai chiếc máy này. Còn đây sẽ chỉ là một video mà mình muốn nói kỹ hơn về chiếc LG G7 này mà thôi. Rõ ràng cho tới thời điểm này thì LG G7 chúng ta cũng đã có 2 năm tuổi đời rồi. Thế nhưng mà hiệu năng của nó và những gì nó mang lại thì mình thấy nó vẫn còn quá ổn ở tầm giá này. Và đặc biệt nếu như các bạn muốn tìm một đối thủ là máy tầm trung mới để so sánh với LG G7 ở tầm giá này, đó là cái chiếc V Smart Line. Thì cái chiếc máy đó khi mà đem so sánh thì nó vẫn quá là khập khiễng luôn. Màn hình thì không có 2K, chip thì cũng là tầm trung 675, mặc dù con chip kia cũng được đánh giá là một trong những con chip gaming tốt. Thế nhưng mà so sánh với chiếc máy này thì rõ ràng nó vẫn khập khiễng quá nhiều. LG G7 ngoài những thứ về hiệu năng, ngoài những thứ về màn hình thì nó còn có những thứ liên quan đến việc trải nghiệm mang đến cho các bạn những cái chất lượng âm thanh tốt hơn bởi vì nó được hỗ trợ đến từ con chip DAC nghe với những cái tai nghe Hi-Res cực kỳ ngon lành. Nó lại còn có cả cho các bạn đấy là khả năng kháng nước kháng bụi bẩn IP68 này. Chúng ta còn có những cái tính năng về quay phim thủ công, chụp ảnh thủ công và các bạn cũng sẽ có những cái trải nghiệm về camera góc siêu rộng là cực kỳ ngon. Nói chung rằng là đây là một chiếc máy mà mình đánh giá nó quá ngon ở trong phân khúc tầm giá là 3 triệu đi. Còn đối với những bạn nào mà đang quan tâm đến những trải nghiệm chơi game thì LG G7 vẫn không hề ngán bất kỳ một tựa game nào đang có trên Smart Play như là PUBG, như là Call of Duty hay là như là Liên Quân Mobile. Liên Quân Mobile bây giờ thì nó quá là nhẹ rồi nên mình cũng không cần phải nói nhiều. PUBG thì nhiều bạn sẽ nói rằng là LG thường tối ưu hóa rất là kém không tốt nên là khi chơi nó vẫn sẽ bị tụt FPS các kiểu. Nhưng mình khẳng định với các bạn, khi mà cái chiếc LG G7 này nó có bị tụt FPS xuống thì nó cũng sẽ chỉ tụt xuống bằng với những chiếc máy tầm trung hay những chiếc máy khác đang có mặt trong phân khúc này thôi. Ví dụ như là iPhone 7 đi, các bạn có thể mở lên được FPS tối đa trong cái tựa game này là ở khoảng 30 FPS. Thì khi mà cái chiếc máy này chơi game nó bị tụt xuống thì nó cũng sẽ chỉ tụt xuống khoảng tầm 30 FPS giống như trên iPhone 7 mà thôi. Thế nên cái vấn đề bị tụt FPS thì mình thấy nó không quá là quan trọng bởi vì là phần lớn trong cái quá trình mà các bạn trải nghiệm thì các bạn vẫn sẽ được chơi ở 40 FPS trong tựa game PUBG. Điều này là khác biệt hoàn toàn, 40 FPS và 30 FPS, cái độ mượt của nó khác nhau hoàn toàn. Thế nên rằng là cái vấn đề này các bạn không cần quá quan tâm. Hay là đối với tựa game khác đấy là Liên Quân Mobile thì các bạn có thể chơi ở max setting và 60 FPS hoàn toàn bình thường, không có vấn đề xảy ra ở đây. Nên là có thể nói hiệu năng của LG G7 ở phân khúc tầm giá hơn 3 triệu nó gần như là vô đối trong phân khúc rồi. Thêm nữa thì với LG G7 các bạn sẽ còn có một cái màn hình với trải nghiệm rất tuyệt vời, độ phân giải 2K, viền mỏng và chúng ta cũng sẽ có tai thỏ ở bên trên. Các bạn không thích tai thỏ thì các bạn có thể tắt nó đi. Và ở phân khúc tầm giá này thì có thể nói rằng rất khó để kiếm được một chiếc máy có thể cạnh tranh lại được về cái chất lượng hiển thị so với chiếc LG G7. Màn hình 2K, IPS, mịn và cũng như là một sắc rất là trong trẻo, trung thực, góc nhìn cực kỳ rộng. Nói chung LG G7 là một chiếc máy mà mình vẫn đánh giá rất cao ở phân khúc tầm giá hơn 3 triệu. Không phải là vì PR mà đấy là trên những cái trải nghiệm thực tế của mình. Còn các bạn thấy sao về LG G7? Xin comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video này thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy video đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Itemobile. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.